Chăm sóc bón phân cho cây sầu riêng giai đoạn nuôi trái non có ý nghĩa quyết định đến cả vụ. Vì vậy, nếu sử dụng phân bón không đúng cách, không những ảnh hưởng đến năng suất mà còn cả chất lượng của quả. Vậy đâu là giải pháp canh tác thông minh cho sầu riêng trong giai đoạn này? Làm thế nào để cân đối lượng phân bón cho cây trồng nhưng vẫn đảm bảo quá trình sinh trưởng của sầu riêng? Tất cả các nội dung này sẽ được chuyên gia nông nghiệp giải đáp trong chương trình canh tác thông minh ngày hôm nay. Chương trình này hân hạnh nhận được sự tài trợ của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục canh tác thông minh của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông. Thưa quý vị và bà con nông dân, sầu riêng là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh Đắk Nông. Theo thống kê trên địa bàn tỉnh, có khoảng 2.837 ha sầu riêng, sản lượng đạt khoảng 13.091 tấn. Những năm qua, nhờ trồng sầu riêng mà nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh đã có cuộc sống khá giả. Vì vậy, việc chăm sóc, bón phân cho sầu riêng giai đoạn nuôi trái non đúng kỹ thuật được bà con đặc biệt chú trọng. Nội dung này sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục canh tác thông minh kỳ này. Hộ ông Trần Vĩnh Tân ở xã Nhân Cơ, huyện Đắk Trờ Lấp, tỉnh Đắk Nông có 1 hecta sầu riêng kinh doanh năm thứ 10. Theo kinh nghiệm của ông, giai đoạn sầu riêng nuôi trái non phải thường xuyên thăm vườn để kịp thời phát hiện, xử lý sâu bệnh hại, đồng thời quan sát biểu hiện của cây để cung cấp dinh dưỡng đầy đủ, giúp cây phát triển khỏe để nuôi trái. Vô mùa rồi bắt đầu thường xuyên thăm vườn để mình phát hiện được sâu bệnh để kịp thời ấy mà xử lý cho nó. Cái thứ hai nữa là ngắt bỏ những quả, cắt tỉa những quả mà méo hư nhỏ đó, các là giai đoạn đầu. Chăm bón phân vô để cho trái nó to đều đẹp. Để giảm chi phí trong sản xuất, trước khi bón phân, ông Tân làm bồn thông thoáng, đảm bảo giữ nước, giữ phân, đồng thời sử dụng các dòng sản phẩm phân hữu cơ, phân chuồng để bón cho cây trồng. Ngoài ra, để ứng phó với biến đổi khí hậu, ông áp dụng phương pháp tưới nước tiết kiệm với hệ thống bét tưới, bố trí tại các bờ giáp ranh để vừa tưới được cho sầu riêng và các loại cây trồng khác. Để giảm chi phí sản xuất thì chúng tôi là dùng phân chuồng và tưới theo cái tưới là tưới tiết kiệm, thì làm hệ thống tưới tiết kiệm cho nó giảm bớt cái chi phí mà. Theo đánh giá của bà Phạm Thị Ngọc Bích, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố Gia Nghĩa, vườn sầu riêng của ông Tân tuy phát triển tốt nhưng do gặp thời tiết bất lợi nên tỷ lệ đậu quả khá thấp. Do ông Tân chưa nắm vững hết kỹ thuật xử lý từ khi cây ra hoa cho đến khi đậu quả non. Vườn rất là đẹp, tức là cái vườn anh ở đoạn là vườn kinh doanh ở độ sung. Nên là nhưng trong quá trình làm thì có thể trong giai đoạn ra hoa làm quả thì do ảnh hưởng thời tiết đó, cho nên là cái quả vườn của ảnh hơi ít so với cái lực của cái cây như thế này. Cho nên là cái vườn của anh thì đẹp, vườn rất là tốt nhưng mà năng suất thì nó không đạt như yêu cầu. Tại vì trong quá trình làm hoa, ra hoa, làm quả thì có thể là trong quá trình bón phân thì anh thiếu và năng có thể là thời tiết, khí hậu á, nó bất thường cho nên gây ra rụng quả rất là nhiều. Cho nên cái vườn anh không đạt năng suất cao. Thì nếu có thể năm tới anh làm thì trong quá trình bón phân là làm hoa thì nó chủ động hơn thì cái vườn anh năng suất nó sẽ đạt cao hơn nhiều. Tại vườn đây anh canh tác rất là tốt, tức là anh có một độ che phủ rất là đẹp. Cũng theo bà Bích, trong giai đoạn giá phân bón tăng cao như hiện nay, thì việc áp dụng đồng bộ quy trình canh tác thông minh mà ông Tân đang áp dụng cho vườn sầu riêng của gia đình rất hiệu quả, tiết kiệm được khá nhiều phân bón, nước tưới. Vâng, đối với vườn của anh nông dân này thì anh để một thảm cỏ rất là đẹp. Đối với canh tác mà để cỏ như vậy là rất phù hợp với cái sinh thái của cái cây trồng. Thứ nhất là anh để một trong cái độ dốc thì nó đỡ trôi xói mòn, anh bón phân thì nó phù hợp. Tại vì cái lượng đất của anh là cái độ mùn rất tốt. Cho nên là đối với vườn cây thì các bác thấy cái vườn cây của anh là biết rồi, tầng lá dày xanh. Cho nên khi mà anh canh tác và cây rất ít bị sâu bệnh hại, không bị nấm. Cho nên khi canh tác á, mà đạt cái độ cân bằng về sinh thái, tức là về môi trường, về đất đai, về nước, về cho nên thì cái sâu bệnh hại đối với vườn cây của anh rất ít và cây anh đạt độ sung rất là cao. Nhưng mà do vấn đề làm bông hoặc là quá trình là chăm sóc trái sao thì tới giai đoạn này thì trái của anh nó rụng rất là nhiều. Thì đạt cái năng suất của vườn cây nó cũng không đạt như mong muốn. Nhưng mà đối với vườn cây mà canh tác theo cái độ sinh thái, theo cái độ bền vững và có những cái thảm thực vật như vậy thì vườn cây của anh dân này làm rất là tốt.
Thưa quý vị và các bạn, chăm sóc sầu riêng giai đoạn nuôi cho non có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định đến năng suất, chất lượng của quả sầu riêng. Vừa rồi quý vị cũng đã được nghe ông Trần Vĩnh Tân chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật chăm sóc sầu riêng giai đoạn nuôi cho non, cũng như là đánh giá sơ bộ của bà Phạm Thị Ngọc Bích, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật thành phố Giang Nghĩa. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe ông Tân nêu những thắc mắc băn khoăn với chuyên gia của chương trình. Tôi xin hỏi chuyên gia là giai đoạn này tôi tỉa trái như thế nào, mà cách thức tỉa ra sao, nhờ chuyên gia tư vấn giùm. Thưa anh, thưa bà con nông dân, cái vấn đề tỉa trái cho sầu riêng hiện giờ thì bà con mình rất là đang suy nghĩ. Tức là đối một số vườn sầu riêng thì ra trái nhiều thì bà con rất là thích. Nhưng mà việc ra trái nhiều thì kéo theo là nếu chúng ta không chăm bón đúng, nếu chúng ta để nó nhiều quá thì nó sẽ ảnh hưởng tới chất lượng quả sầu riêng. Thì với giai đoạn này, thì khi sầu riêng đã to như thế này rồi á, thì đây là cái giai đoạn chúng ta tỉa trái lần cuối cùng rồi. Nếu vườn các bác mà quả sầu riêng đang nhỏ như thế này á, thì chúng ta tiến hành tỉa trái lần thứ hai. Còn như nếu nó lớn vậy thì chúng ta tiến hành tỉa trái lần thứ ba. Thì đối với những cái vườn sầu riêng này thì chúng ta bắt đầu tỉa trái lần thứ ba. Thì trong quá trình tỉa trái lần thứ ba thì các bác cố gắng những quả mà eo ít như vậy thì các bác cắt bỏ hết ha. Và những quả mà những cái hoa, bây giờ một số vườn sầu riêng các bác cũng đang ra hoa rất là nhiều, nó ra đầu cành, nó ra rải rác á, thì các bác cố gắng cũng vặt bỏ hết đi để nó tập trung dinh dưỡng, nó nuôi quả. Và sau khi tỉa quả rồi á, thì các bác cũng chú ý một điều rằng chúng ta tỉa những quả ngoài đầu cành chúng ta bỏ hết, những quả ở trong sát gốc này thì chúng ta cũng bỏ hết. Cho nên chúng ta chỉ để những cái cành vừa tầm thôi. Và chúng ta để tầm 20 phân là để một chùm. Thì cái cây sầu riêng của bác nông dân này thì quả hơi thưa một tí. Nhưng mà thì cho nên trong quá trình tỉa quả thì các bác cũng cố gắng là chúng ta tỉa quả để sao nó phân bố đều trên những cái cành sầu riêng như vậy. Để làm sao thứ nhất chúng ta cung cấp dinh dưỡng được cho nó thì cái quả sầu riêng nó không rụng nữa. Và thứ hai nữa là trong quá trình thưa ra thì chúng ta quản lý được sâu bệnh hại. Và thứ tư nữa, không khi mà quả nhiều quá thì nó không gây áp lực về dinh dưỡng cho cái cây sầu riêng. Thì nếu mà nhiều quá thì nó nuôi không nổi thì cây sầu riêng nó sẽ kiệt cây. Thì đó là vấn đề tỉa quả. Các bác cũng cố gắng chú ý để chúng ta có một vườn sầu riêng là nó đều và nó có những quả to, lớn. Tôi xin hỏi chuyên gia là bây giờ sau khi cắt tỉa xong thì chăm bón như thế nào để cho nó đạt được hiệu quả trái sầu riêng tròn, căng múi, đều đẹp. Vâng, thưa anh và thưa bà con nông dân, đối với cái cung cấp dinh dưỡng cho sầu riêng giai đoạn này cũng rất là quan trọng. Tại vì giai đoạn này là cái giai đoạn cây sầu riêng nó cần dinh dưỡng rất là nhiều. Tại vì khi giai đoạn này á, thì anh phải cung cấp làm sao đủ NPK, mà đặc biệt là chúng ta phải cung cấp là lượng kali cao lên. Hoặc là nếu giai đoạn này chúng ta bón lượng đạm lân kali thì theo tỷ lệ là 1:1:1, tức là 17:17:17 hoặc 20:20:20, và sau đó tầm 15 đến 20 ngày thì chúng ta bón thêm một đợt nữa, tức là chúng ta tăng lượng kali lên. Khi các bác bón kali mà kali clorua chẳng hạn thì cây sầu riêng nó gây sượng rất là nhiều. Đó là hiện tượng mà sầu riêng nó không đạt tiêu chuẩn và trái nó không đều, không đẹp, và nó có hiện tượng là cong queo như thế này. Thì đó là nó ảnh hưởng tới cái sầu riêng của mình. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, để giúp quý vị và bà con nông dân hiểu rõ hơn về kỹ thuật chăm sóc và bón phân cho cây sầu riêng giai đoạn nuôi trái non, thì ngày hôm nay trong chương trình Canh tác thông minh, chuyên gia nông nghiệp sẽ giúp bà con giải đáp những thắc mắc này. Dạ vâng, thưa kỹ sư, trong giai đoạn nuôi trái non của sầu riêng như thế này thì bà con nông dân cần bón loại phân gì ạ? Và liều lượng bón cũng như là thời điểm bón ra sao ạ? Thưa bà con nông dân, vấn đề cái cây sầu riêng ở trái giai đoạn trái non rất là quan trọng. Nếu bà con nông dân mình bón không đúng, không đúng thời điểm, bón không đúng liều lượng thì trái sầu riêng nó sẽ rất là dễ rụng. Cho nên giai đoạn trái nhỏ như thế này á, thì bà con mình chú ý là chúng ta bón phân NPK hàm lượng, tức là 1:1:1, tức là 16:16:16 hoặc là 20:20:20, để giai đoạn này là nó dưỡng trái. Cái giai đoạn này á, thì bà con mình cũng chú ý là sau khi tỉa quả xong, tỉa quả được 2 rồi nha các bác, thì chúng ta bắt đầu bón phân. Thì với liều lượng những cái gốc sầu riêng lâu năm như gốc sầu riêng vườn bác này á, thì chúng ta
bón tầm từ 2 đến 3 kg trên một gốc. Còn nếu những gốc sầu riêng mà thu bói thì các bác chỉ tầm 1 kg rưỡi thôi. À, 1 kg đến 1 kg rưỡi thôi. Tại vì giai đoạn đó là những gốc đó là nó nuôi ít trái. Còn cái giai đoạn gốc này thì nó nhiều trái. Cho nên các bác là bón tầm từ 2 đến 3 kg trên một gốc, tức là NPK. Thời điểm bón thì các bác cũng chú ý một điều, khi mà giai đoạn mà trái bằng cầm tay này rồi, các bác tỉa quả xong là các bác bón một lần, và sau đó tầm 15 đến 20 ngày thì các bác bón một lần nữa. Tại vì cái giai đoạn mà khi quả nó từng này đến, cái quả nó to hơn một tí thì cái nó cầu dinh dưỡng rất là nhiều. Nếu bà con mình không chú ý thì quả nó sẽ rụng, thứ nhất gọi là rụng sinh lý, tức là không đủ dinh dưỡng nó nuôi thì nó sẽ rụng sinh lý. Và thứ hai nữa là các bác biết rằng khi mà cái dinh dưỡng thiếu thì cây nó gì ạ? Nó sẽ chết cành, nó sẽ làm chết một số cái cành mà nó nuôi trái nhiều, cho nên ảnh hưởng rất lớn tới cái cây sầu riêng. Vâng thưa kỹ sư, ngoài phân bón ở gốc thì chúng ta có cần phải bón phân cho lá không ạ? Thưa chị Thúy, thưa bà con nông dân, đối với cái phân bón lá cho cái cây sầu riêng giai đoạn này á, thì cũng rất là quan trọng. Tại vì khi chúng ta bón dưới gốc thì cái dinh dưỡng nó hút lên á, thì nó có thể là những cây có thể hút đủ, những cây không đủ. Thì kết hợp đó là chúng ta phải phun phân bón lá. Thì trong phân bón lá là chúng ta chú ý là cái hàm lượng NPK trong đó là cao. Và thứ hai nữa, trong phân bón lá là nó có các trung vi lượng, thì nó cung cấp trực tiếp qua lá và nó nuôi trưởng trái nó rất là nhanh. Thì bà con mình đối những cây mà sai, những cây quả nhiều, các bác cố gắng phun phân bón lá để làm sao để nó kết hợp với dinh dưỡng dưới gốc lên và nó nuôi dưỡng trái. Thì cái trái sầu riêng mình, thứ nhất là nó tránh trường hợp bị lép muối, cái thứ hai nữa là nó cung cấp dinh dưỡng đầy đủ để cái trái mình nó là đảm bảo hơn, nó to, nó đẹp hơn và cây sầu riêng mình nó không mất sức. Dạ vâng ạ, ngoài việc cung cấp dinh dưỡng cho cây sầu riêng giai đoạn nuôi trái bằng việc bón phân thì việc tưới nước cũng như là phòng trừ sâu bệnh ở giai đoạn này thì quan trọng như thế nào ạ? Vâng, thưa chị, thưa bà con nông dân, đối với cây sầu riêng thì việc quản lý nước á, thì đối với mùa khô thì chúng ta phải quản lý nước rất là quan trọng. Hộ anh nông dân đây là được cái ảnh lắp luôn cái hệ thống tưới tiết kiệm, cho nên là cái mùa nắng là anh chủ động được nước, nên các bác thấy cái vườn cây của anh rất là tốt. Còn đối với mình thì giai đoạn này mùa mưa, cho nên là việc nước thì mình, bà con mình không quan tâm, không sao cả, tại vì mưa đều rồi. Và cái thứ hai nữa là đối với sâu bệnh hại, cái giai đoạn này thì các bác chú ý một số sâu bệnh hại như sau. Thứ nhất là nhện đỏ. Cái giai đoạn nhện đỏ mà khi mà nó tấn công thì các bà con mình cố gắng phun, tại vì nhện đỏ nó phá cái hệ thống lá này rất là nhiều. Mà nếu các bác phun được thì chúng ta tầm 7 ngày chúng ta phun một lần thì quản lý nhện đỏ. Cái thứ hai nữa các bác cố gắng là nấm hại. Nấm hại thì đối với cây sầu riêng thì bà con mình đau đầu nhất là nấm Phytophthora. Nó làm xì mũ và nó ảnh hưởng rất lớn tới cái cây, chất lượng và thậm chí nó gây chết cây. Cho nên là các một số vườn thì chết cành. Cho nên là đối với cái nấm thì Phytophthora thì các bác cố gắng là chúng ta phun một số cái dòng thuốc như là Agrifort hay Elias để chúng ta quản lý nấm bệnh. Và nấm nó cũng ảnh hưởng tới quả, tại vì khi nấm mà nó đã cuốn quả thì nó gây rụng quả. Thì việc quản lý. Và cái thứ ba nữa là nấm gọi là rệp ảnh hưởng tới sầu riêng. Thì cái giai đoạn này thì sầu riêng nó chỉ có 3 cái loại sâu bệnh hại đó, nó chủ yếu làm ảnh hưởng tới quả và tới cái bộ lá của cái sầu riêng. Vâng thưa chuyên gia, đối với những vườn sầu riêng mà chưa lắp được những cái hệ thống tưới tiêu tự động như thế này thì người nông dân cần phải chú ý đến cái liều lượng tưới như thế nào ạ? Đối với vườn sầu riêng họ nó không cần nhiều nước, nhưng mà nó là phải đủ nước. Tức là các bác phải tưới thường xuyên trong cái giai đoạn khi mà chúng ta cái giai đoạn ngủ nghỉ á, tức là chúng ta làm bông á, thì để 45 ngày kiệt khô và sau đó làm bông thì chúng ta phải tưới tầm 5 đến 7 ngày chúng ta tưới một lần để cho vườn sầu riêng luôn đủ ẩm để làm sao ạ? Để cái giai đoạn nó là cái cây nó có sức và nó làm bông. Tại vì mùa nắng của mình nó rất khắc nghiệt, nó nắng liên tục và nắng rất gắt. Nếu bà con mình không chủ động được nước tưới thì vườn sầu riêng các bác thứ nhất là sẽ gây đến là cây sẽ kiệt. Thứ hai là nó sẽ không đủ cái sức, không đủ cái lực và không đủ cái khả năng để hút dinh dưỡng để nuôi quả, nuôi trái, thì dẫn đến ảnh hưởng năng suất tới vườn sầu riêng. Dạ vâng ạ.
Vâng, thưa quý vị, thưa bà con nông dân, như vậy là chỉ với 15 phút của chương trình Canh tác thông minh ngày hôm nay thì chuyên gia nông nghiệp của chúng ta đã cung cấp cho đến quý vị rất là nhiều những kiến thức và kỹ năng quan trọng trong việc chăm sóc cây sầu riêng trong giai đoạn nuôi trái non như thế này. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Canh tác thông minh ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Xin cảm ơn quý vị và bà con nông dân đã quan tâm theo dõi. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã nhận lời tham gia chương trình và cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình hôm nay.